Chọn mua sai máy lọc nước không chỉ mất tiền oan mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình. Đừng để điều đó xảy ra. Đã có Khánh Vy Home, người bạn đồng hành giúp quý khách xua tan mọi nỗi lo trong việc tìm ra chiếc máy lọc nước phù hợp và tiết kiệm nhất. Đầu tiên chính là phải xác định nhu cầu của gia đình. Mỗi máy lọc nước sẽ có dung tích bình chứa và công suất lọc khác nhau, phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình. Nếu gia đình có khoảng từ 2 đến 4 thành viên, quý khách nên chọn máy có dung tích 8 đến 10 lít và công suất 10 đến 15 lít một giờ. Ngoài ra, chất lượng nước đầu vào cũng rất quan trọng. Nước máy thường chỉ cần lọc cơ bản, còn nước giếng lại cần lọc nhiều cát bẩn và vi khuẩn có hại hơn. Mỗi gia đình sử dụng nguồn nước khác nhau để sinh hoạt nên cần biết rõ loại gì để đầu tư máy lọc phù hợp. Tiêu chí thứ hai là công nghệ lọc. Công nghệ lọc nước hiện tại chia làm 3 loại phổ biến gồm: công nghệ RO, thẩm thấu ngược, loại bỏ 99,9% tạp chất có hại, vi sinh vật và kim loại nặng. Đây cũng là công nghệ được khuyên dùng và phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ nano, sử dụng than hoạt tính, loại bỏ cát bẩn, vi sinh vật, kim loại nặng, giữ lại khoáng chất, phù hợp với nguồn nước máy. Tuy nhiên, không hiệu quả với nước có nhiễm mặn hoặc kim loại nặng cao. Công nghệ UF, nước lọc sạch có khoáng, loại bỏ cát bẩn, vi sinh vật, phù hợp với nguồn nước tương đối sạch như nước máy hay nước giếng đã qua xử lý sơ bộ. Tiêu chí thứ ba là số lõi lọc tạo khoáng và tính năng. Nếu quý khách muốn nâng cao chất lượng của nguồn nước sau lọc, hãy lựa chọn máy lọc có nhiều lõi lọc tạo khoáng. Những lõi lọc này sẽ giúp giữ lại các khoáng chất có lợi như canxi, magie trong nước sau khi qua xử lý, mang lại nguồn nước vừa tinh khiết vừa giàu dưỡng chất. Ngoài ra, việc chọn mua các sản phẩm có nhiều tính năng đi kèm sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn trong quá trình sử dụng như tích hợp hai vòi nóng lạnh, tự động báo thay lõi, hiển thị cảnh báo thông minh. Tiêu chí thứ tư là không gian lắp đặt. Ngay cả khi là sản phẩm ưu tiên cho sức khỏe, yếu tố thẩm mỹ cũng cần được coi trọng. Với không gian hẹp và nhỏ thì những chiếc máy để bàn, để gầm hoặc lắp âm chính là lựa chọn số 1. Còn với những không gian rộng hơn thì các dòng máy cây đứng với vỏ ngoài kim loại không gỉ và màu trung tính sẽ phù hợp cho hầu hết mọi không gian gia đình. Và tiêu chí cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng chính là lựa chọn nơi mua uy tín. Hiện nay, có không ít cửa hàng, địa điểm bán lẻ vì ham lợi nhuận mà bất chấp nhập các sản phẩm kém chất lượng. Do đó, quý khách nên tìm hiểu kỹ địa điểm bán hàng, các nhà phân phối chính hãng cùng các chính sách bảo hành đi kèm để tránh mua phải những sản phẩm nhái, kém chất lượng. Tại Khánh Vy Home, quý khách sẽ được lựa chọn nhiều thương hiệu uy tín với các tầm giá khác nhau cùng chính sách bảo hành đảm bảo quyền lợi cho mọi khách hàng. Hãy đến ngay Khánh Vy Home để nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua máy lọc nước. Chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý, lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Khánh Vy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Vy Home, thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế, nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646 4410 để được tư vấn chi tiết nhất.